Hello, chào các bạn. Mình là Đào Đình Nguyên Vlog. Hôm nay mình review các bạn là một cái việc nhỏ nhỏ. Mình chuyên làm tâm linh. Thì hôm nay mình làm đã xong rồi. Đấy là có hai bác trợ giúp bên đằng ngoại. Nói thẳng với các bạn như thế. Đấy thì các bạn xem video này thấy hay và bổ ích hãy đăng ký Đào Đình Nguyên Vlog nhá. Đồng ý tôi xin trân trọng cảm ơn. Đấy. Đấy. Đẹp luôn. Mê ly và tính tình. Đấy. Đây là chị gái của tôi là chị Dung, Trần Thị Dung, người Đại Phúc, Bắc Linh. Sinh năm 1976, không may mắc bệnh hiểm nghèo. Nên mất sớm. Thôi tất cả mọi người chúng ta chắp tay vào niệm A Di Đà cầu siêu trị phù hộ độ trì cho toàn cầu vì thế giới hòa bình, sức khỏe phồn vinh. Tất cả nắm tay vào một. Đấy. Đây là hai bác bên ngoại đã giúp cho mình nha các bạn nha. Một nát nữa là gắn bia. Bây giờ là 1 giờ 21 phút. Nay là ngày bao nhiêu anh nhỉ? 16/15. Nay là ngày 15 tháng 6 âm lịch, là ngày rằm năm 2023. Tức là ngày bao nhiêu anh nhỉ? Dương lịch ấy. Hôm là 30, hôm nay là mình mấy rồi? Mùng 1 tháng 8. Nay là mùng 1 tháng 8 dương lịch năm 2023. Đây là một cái video kỷ niệm. Hôm là 25 à, hôm mất đấy là hôm bao nhiêu thì là hôm là toàn bộ hôm 30 mà. Hôm mất là 13 âm lịch. Âm lịch. Đấy. Giờ là nó là 3 ngày đấy. Và hôm nay chiều tối hôm nay là là cúng 3 ngày. Thường thường gọi là 3 ngày. Đấy, các bạn mà thấy hay các bạn hãy giới thiệu cho mình cái mặt cháo nhá. Và đồng thời là bác trai trên màn hình của các bạn. Mong làm sao chúc bác sức khỏe, sống dai thượng thọ 120 tuổi. Đấy, đi đâu bác gặp may đấy, đi đâu gái bầu nhiều đến đấy. Đấy. Tôi chỉ có mỗi cái bọn con gái là mẹ đó là con con gái là hỏng hết sôi trà. Một lần nữa Đào Đình Nguyên Vlog chào các bạn. Các bạn xem video này thấy hay hãy đăng ký và like, chia sẻ, đăng ký kênh hộ Đào Đình Nguyên Vlog nha. Chào các bạn, kính chúc các bạn một ngày mới, sức khỏe mới, luôn luôn trẻ trung và viên mãn. Thân ái chào các bạn.